Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV. Video ngày hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn đến nhà xỉ tại chợ Ninh Hiệp. Và mặt hàng ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn đến các bạn đó là đồ nam. Có một số bạn đã nhắn tin gọi điện hỏi mình rằng là muốn bán online đồ nam nhưng mà không biết lên chợ nhặt hàng như thế nào, nhặt ở khu nào và cách thức nhặt xỉ ra sao. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bạn hơn, để các bạn có thể tham khảo video của mình mà lên chợ không bị bỡ ngỡ hoặc là không bị cảm thấy lạ lẫm quá các bạn nhé. Như mình đã nói ở một số video thì khu đồ nam trên chợ Ninh Hiệp sẽ nằm ở khu Sơn Long và khu Phú Điền. Ngoài ra thì khu chợ Tường Vàng cũng có một vài nhà, nhưng mà nếu mà các bạn không lấy số lượng quá nhiều thì các bạn có thể tham khảo bên khu Sơn Long và khu Phú Điền là lấy đủ hàng rồi. Còn nếu mà bạn nào muốn lấy hàng rẻ, hàng vừa tiền thì các bạn có thể tham khảo trong khu Tường Vàng nhé các bạn nhé. Có mấy nhà mình để ý là hàng cũng vừa tiền mà chất mẫu mã cũng rất là ok. Còn ngày hôm nay mình đang quay video cho các bạn là mình đang đi ở cái khu Sơn Long. Khu Sơn Long là một khu mà rất nhiều đồ nam hội tụ cả hàng vừa tiền đến hàng cao cấp. Các bạn vào đấy các bạn có thể là tham khảo rất là nhiều mẫu mã, các bạn ưng mẫu nào các bạn lấy mẫu đấy. Vậy quay lại chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó chính là lên chợ Ninh Hiệp nhặt xỉ đồ nam về bán online. Có một số bạn thì chưa có đủ điều kiện để bán quầy, bán shop nên là các bạn muốn bán online trước. Có một số bạn thì là muốn bán online để có kinh nghiệm sau đấy thì mới mở quầy. Cũng có một số bạn là vừa đi làm công việc nhà nước, đi làm công nhân nhưng mà các bạn lại rất là đam mê kinh doanh thì các bạn muốn bán online, thì các bạn đã xem video của mình và các bạn rất là thích nhưng mà các bạn vẫn cảm giác là chưa đủ tự tin để lên chợ nhập hàng. Thì cũng có một số bạn đã nhờ mình nhập hàng hộ, ví dụ như các bạn ở trong miền trong như là Nghệ An, Huế, Đà Nẵng hoặc các bạn ở xa hơn trong Sài Gòn chẳng hạn, thì các bạn đa phần là nhờ mình. Cái chia sẻ ngày hôm nay nó nằm ở cái quan điểm của mình, nó cũng là từ những cái suy nghĩ của mình, chứ mình cũng không áp đặt cho các bạn phải học theo những cái cách thức của mình đưa ra hoặc là các bạn phải làm theo đúng như lời mình nói. Sau rất là nhiều lần đi nhặt xỉ cho các bạn mở shop và nhặt xỉ cho các bạn mở bán online thì mình thấy như thế này. Đối với đồ nam, bản chất của cái đồ nam là sẽ không có nhặt lẻ được đâu các bạn ơi. Bởi vì là hàng sẽ có size, có số. Ví dụ như quần thì sẽ có từ 28 đến 32, thậm chí có cả 34, 36 dành cho những khách từ 50 cân đến 75, 80 cân. Kể cả áo hay là đồ bộ đều có size, có số. Một di ít nhất là 3 size, còn một di trung bình sẽ là 5 size, 6 size hoặc 7 size. Nên là khi mà các bạn lên chợ các bạn nhặt hàng ấy, các bạn cũng hỏi mình rằng là nếu em muốn lấy cái mẫu này một cái hoặc mẫu kia một cái có được không, thì mình khẳng định với các bạn là riêng với đồ nam là các bạn không thể nhặt được. Mặc dù là mình đi nhặt hàng hàng ngày, mình nhặt rất là quen, mình nhặt rất là nhiều các shop, nhưng mà hầu như họ cũng không ưu tiên cho các bạn kiểu thế được. Bởi vì một di của người ta có 4-5 số mà bây giờ người ta tách cho các bạn một số thì người ta sẽ bị lẻ sai. Vậy thì những cái người khác mà người ta muốn buôn đủ sai thì người ta lại không có hàng. Nên là một số bạn khi mà lên chợ tham khảo hàng hóa ấy, các bạn phải về tay không, là bởi vì các bạn sợ, các bạn không dám nhập nhiều hàng mà các bạn chỉ muốn lấy một mẫu một hai cái thôi, hoặc là các bạn chỉ muốn là lấy mẫu này một cái xong các bạn về các bạn chạy quảng cáo hoặc các bạn bán ra đơn để các bạn mới lên hàng, lên chợ nhập hàng thì chắc chắn là rất là khó. Mình có thể lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung như thế này nhá. Khi mình vào một shop đồ thời trang quần bò như thế này có rất là nhiều mẫu. Mẫu nào cũng sẽ đánh size từ 28 đến 32. Nhưng mà mình bán online mình lại chỉ muốn lấy 28 hay 29 thì mình có thể hỏi thẳng chủ shop là mẫu này em có thể lấy 28 hay 29 được không? Nếu người ta không đồng ý chắc chắn là người ta sẽ trả lời các bạn luôn. Nếu người ta bảo giá em chỉ bán đủ gì từ 28 đến 32 thôi, anh chị lấy được giúp em thì anh chị lấy. Nhà em không tách size thì chắc chắn người ta sẽ không bán. Các bạn có đứng này thì hoặc các bạn trả giá hơn người ta sẽ không bán. Bởi vì ở đây là người ta bán buôn, người ta luôn luôn ưu tiên những người lấy số lượng nhiều, lấy số lượng đủ. Bởi vì các bạn bán online mà các bạn lấy lẻ sai như thế, người ta sẽ rất là khó bán cho những người sau. Nhưng mà cũng có một vài shop ở trong chợ mình lấy cũng được cắt size đầu hoặc size cuối. Nhưng mà đó là phải với những cái hàng mà cao cấp hoặc đắt hơn một chút, từ trên 300.000 trở lên thì người ta luôn ưu tiên cho mình là cắt bớt một size đầu hoặc size cuối nếu mình sợ to hoặc sợ nhỏ quá. Nhưng mà cái số đó là rất ít các bạn nhé. Mình cũng xem một vài like của các bạn chạy page, chạy quảng cáo hay là like trên Facebook ý, thì mình thấy đa phần là các bạn không hay like quần, mà mặt hàng chủ đạo chính khi mà các bạn ấy like, thứ nhất đó là áo phông, thứ hai đó là đồ bộ, thứ ba đó là phụ kiện như là ví hay là mũ có kèm theo. Vậy thì khi mà các bạn đã lựa chọn con đường bán online, có nghĩa là kết hợp cả đăng ảnh, kết hợp cả livestream, kết hợp cả chạy quảng cáo ấy, thì các bạn nên nghiên cứu kỹ thị trường về những cái mặt hàng mà các bạn định bán. Ví dụ như các bạn định theo đồ nam như trong video mình đã nói, thì các bạn xem là những cái mặt hàng đồ nam là những mặt hàng nào dễ bán. Ví dụ như là phông, mình luôn luôn ưu tiên hàng đầu và số 1 bởi vì mùa này là mùa nóng và mình phải ưu tiên những cái gì mà mọi người hay mua nhiều, mặt hàng gì thông dụng đó là đồ phông. Thứ hai nữa là đồ bộ. Đồ bộ là một trong những cái mặt hàng mà đồ nam không thể thiếu được mà bán rất là đắt khách. Mình lấy xỉ cho một số bạn thì một số bạn bảo mình là ở khu vực của em thì mọi người không hay mặc đồ bộ chị ạ. Nhưng mà khi mình nhặt cho số lượng vừa phải từ 4 đến 5 triệu rơi vào tầm khoảng được 3-40 bộ ấy, thì các bạn bán lại hết trước tất cả những mặt hàng kia. Các bạn lại gọi điện ra cho mình là chị ơi chị có thể bù cho em khoảng 5-7 triệu hoặc 10 triệu tiền đồ bộ không? Cái
số đồ bộ chị nhặt cho em bán hết rồi. Thì chứng tỏ là cái đồ bộ là một trong những cái mặt hàng mà phái nam dùng rất là nhiều và mọi người mua rất là nhiều. Đó, ngoài ra thì các phụ kiện như là mũ này, hoặc là dây lưng này, hoặc là giày dép các bạn cũng ưu tiên rất là nhiều để các bạn kết hợp trong quá trình các bạn like, các bạn kết hợp trong quá trình các bạn kết hợp chụp ảnh là các bạn kèm theo cả những cái phụ kiện đó vào. Và những cái phụ kiện đó thì các bạn nhặt như thế nào? Đối với dây lưng, visa hoặc mũ các bạn thích nhặt số lượng bao nhiêu cũng được. Ngày hôm nay thì mình lại không qua khu vực dây lưng, visa với mũ bởi vì bạn khách này chỉ có nhu cầu nhặt quần áo thôi. Nhưng mình sẽ nói luôn này cho các bạn hiểu. Đối với dây lưng, visa và mũ các bạn có thể nhặt lẻ số lượng. Ví dụ như mẫu này bạn thích các bạn có thể nhặt một cái. Các bạn có thể nhặt 50 cái hoặc 100 cái là chuyện bình thường. Nhưng đối với giày thì nó lại giống như quần bò, các bạn không nhặt lẻ sai được. Cái này thì mình cũng không thể lý giải cho các bạn được bởi vì mình cũng đi lấy hàng nhiều và mình cũng biết rằng là mỗi một shop thì có quy định riêng và người ta có cách làm hàng riêng nên người ta sẽ không bán lẻ sai cho các bạn. Còn một mặt hàng nữa mà mình quên không chắc trong video đó chính là sơ mi. Nhưng mà theo như mình khi nhặt hàng bán online cho các bạn ấy thì mình thấy sơ mi các bạn lấy ít lắm, hầu như các bạn còn không lấy sơ mi cơ mà các bạn chỉ tập trung vào áo phông, đồ bộ và thêm phụ kiện thôi. Bởi vì các bạn bảo là khu vực của em thì không hay mặc sơ mi. Nhưng mà đối với các bạn mở shop thì sơ mi lại là một trong những mặt hàng lấy rất là nhiều và không thể thiếu. Các bạn lưu ý thế này nhá, bởi vì khi mình bán online ấy, thì mình có số vốn không nhiều đúng không, hoặc mình đang muốn thử sức hoặc là mình đang tập kinh doanh thì mình nên tập trung vào những mặt hàng chủ đạo như mình đã nói ở trong video, đó là áo phông, đồ bộ. Còn nếu mà bạn nào mà đam mê kinh doanh và các bạn định hướng sau này sẽ mở shop thì các bạn có thể nhặt đầy đủ tất cả các mặt hàng từ A đến Z, từ phông, từ đồ bộ, từ sơ mi, từ quần dài, từ phụ kiện dây lưng, visa, mũ. Và còn một cái việc nữa đó chính là cái số lượng nhập xỉ về để bán online như nào cho hợp lý ấy. Thì cái này mình cũng không thể đưa ra cho các bạn một cái ý kiến gọi là quyết định được hay là một cái ý kiến gọi là tốt nhất cho các bạn được, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh tế của các bạn, phụ thuộc vào khả năng của các bạn cũng như là phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ hàng của các bạn. Nếu như các bạn chỉ muốn thử sức mình thì mình nghĩ là các bạn nên làm cộng tác viên của các shop ở gần nhà các bạn hoặc là các bạn sinh sống để mình xem là cái khả năng bán hàng của mình, cái khả năng tư vấn hàng của mình nó có tốt không, và cái khách hàng đến với mình thật sự là nó đã nhiều chưa và mình đã thật sự đã biết bán hàng chưa. Còn nếu mà bạn nào có điều kiện rồi, các bạn đã từng bán hàng rồi và các bạn thật sự đam mê ngành này thì các bạn hãy lên chợ.